Hi, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là những cái con tôm mà mình đã lột sạch và mình thái thịt nó nhỏ ra thành từng khúc như thế này. Đó, mình sẽ cho những con tôm này cho cá rồng ăn. Các bạn có thấy không? Mấy con cá rồng khi mà nó thấy mình đứng trước hồ nó với mình cầm cái ca như thế này, nó biết mình cho ăn. Mà bây giờ phản ứng của tụi nó này các bạn, háo ăn lắm. Tại vì mình đi vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật thì mình đi 3 ngày rồi. Đó, thì 3 ngày này mình không có cho nó ăn cái gì hết, cho nên hiện tại là tụi nó cũng rất là đói. Thì mình mới về hôm nay thì mình lấy thịt tôm ở trong tủ lạnh ra và mình ngâm rã ra xong rồi cái mình mới thái cho nó ăn. Thì mình để view trước cho các bạn thấy đó là cái tác dụng của khi mà cho cá ăn thịt tôm. Thì ở trong thịt tôm á, người ta thường nói là cho cá ăn tôm thì sẽ lên màu, bởi vì trong tôm nó có một cái thành phần gọi là beta-carotene. Thì cái thành phần này nó là một cái thành phần mà các bạn sẽ thấy rõ nhất ở trong cái trái cà rốt á. Các bạn thấy là ăn cà rốt hay là nước ép cà rốt thì các bạn đổ ra thì các bạn sẽ uống rồi các bạn sẽ thấy là cái màu của nó sẽ dính ở trên cái cối mà nước ép của mình hoặc là cái ly của mình, thì cái màu nó rất là đậm. Thì cái đó thì nó sẽ có cái tác dụng là tăng màu, nó làm tăng màu cho con cá đó. Cho nên thường là các bạn sẽ thấy là cá dĩa hay bất kỳ loại cá gì người ta muốn cho tăng màu thì người ta sẽ cho ăn tôm. Đặc biệt riêng đối với cá rồng á, khi mà các bạn cho ăn tôm á thì nó sẽ phát triển cái màu viền của nó. Mình ví dụ nha, ví dụ như con hai bét thì nó sẽ phát triển cái màu vàng, hai bét hai bói nó sẽ phát triển cái màu vàng, còn cái huyết thì nó sẽ phát triển màu đỏ. Thì đó là cái tác dụng của tôm đó. Còn cái màu nền của nó như cái video clip mình có nói kỳ trước là cho ăn con trùng thì nó sẽ phát triển cái màu nền của nó, như là bữa trước mình có làm một cái clip về mà cho ăn dế đông lạnh đó các bạn. Đó, thì ví dụ như con bói của các bạn hay là con hai bét của các bạn nền tím á, thì nó sẽ ra được cái màu tím, hoặc là nền lu sẽ ra màu lu. Còn nếu mà nó ra màu đen thì sẽ ra màu đen. Nếu mà các bạn mà cho ăn cân đông đầy á, đầy theo cái kiểu mà các bạn thích, cái kiểu mà chơi viền mỏng thì các bạn sẽ cho cái thành phần mà ăn tôm nó ít thôi, còn đa phần còn lại là các bạn sẽ cho ăn côn trùng. Thì đó là cái tác dụng của tôm. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ăn tôm cho các bạn xem nhé. Đó, mình sẽ sử dụng cái cây gấp này để mà mình cho nó ăn. Đây các bạn, mình sẽ gấp lên mà mình cho nó ăn. Đây nha, mình chưa kịp bỏ xuống là nó đã tớp rồi nha các bạn. Đó, nó phóng lên nó đớp. Đây nè các bạn. Đó, mình sẽ gấp tôm như thế này và mình cho nó ăn. Các bạn sẽ không thấy cái cảnh mà nó táp đâu, tại vì bây giờ sát mặt nước quá. Đó, để mà cho các bạn thấy rõ hơn chắc mình sẽ đổ vô hết để cho tụi nó ăn quá. Bây giờ là mình sẽ đổ vô hết luôn để cho tụi nó ăn, để cho các bạn thấy. Đây các bạn, đây là toàn cảnh sau khi mình đổ vô nè. Đó, các bạn thấy không, từ con két cho tới những con cá rồng cho tới con nàng hai nè. Nó sẽ đớp. Nó sẽ đớp hết tôm ở dưới. Mình không khuyến khích các bạn cho ăn theo kiểu này đâu nha. Tại mình quay clip cho các bạn thì mình mới cho ăn theo kiểu này thôi. Chứ các bạn nên cho nó ăn bằng cách thả xuống để cho nó đớp. Bởi vì các bạn cho nó ăn như thế này thì con cá rồng của các bạn nó sẽ có nguy cơ là hư mỏ và xệ mắt đó. Và hư cả râu nữa à. Con cá chạch thì nó rất hảo tôm tép. Đó, nó sẽ ăn, các bạn thấy không? Cả ngàn năm mới thấy nó lú ra ngoài đó. Mấy con cá chạch như thế này. Rồi con củ sừng nó cũng có một cái chiến lợi phẩm của nó luôn. Nuốt sao mà nổi, mà nuốt nó không biết nữa. Giống như lộn 12 sứ quân vậy. Còn một miếng ở trong đây với một miếng ở trong gì đó nữa. Chắc miếng trong đây là củ sừng đớp này. Đó, xong rồi nuốt luôn. Còn một miếng ở trong dĩa nữa. Miếng thịt tôm nó màu trắng, trong dĩa nó cũng màu trắng cho nên tụi nó không thấy. Chắc vô tay bà chặt này quá. Rồi, đúng y chang như dự đoán. Ô không, trước mặt nó luôn mà nó không thấy. Còn một miếng nhỏ như thế này nè các bạn thấy không? Chắc này sẽ vô tay mấy con củ sừng quá. Củ sừng nó đánh hơi sẽ thấy. Còn cái miếng thịt nó màu trắng, rồi cái dĩa nó cũng màu trắng cho nên hầu như không có con nào thấy hết. Video clip của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.